Chào tất cả các bạn, mình là Super Sale Anh Tuấn. Đây là một cái thời khắc rất đặc biệt, là vào cái thời điểm hoàng hôn ấy thì khu đô thị Xuân An sẽ bật rất nhiều đèn sáng ở đây. Và cái khu vực mình đang đi vào ấy là chính là cái quảng trường ở khu đô thị Xuân An. Tại khu đô thị này thì có tất cả là hai cái khu quảng trường. Đây là một trong hai cái khu đó. Và tại khu này thì trước đây vào ngày Trung thu, bên ban quản lý khu đô thị ấy đã tổ chức một cái buổi gọi là lễ hội đèn lồng cho cư dân khu vực đến xem, đến tham quan. Đó, các bạn có thấy tuyệt vời không? Và cái khu quảng trường này ấy là có thể chứa đến tận 1.000 người. Đó, và nói qua cho các bạn một tí ấy, là khu đô thị Xuân An này có tổng diện tích là quy hoạch là 119 hecta. Và hiện tại là khu đô thị Xuân An mới chỉ thi công trên 27 hecta thôi. Tức là chúng ta có rất nhiều đất nữa để mở rộng. Và cái tỷ lệ xây dựng của khu đô thị Xuân An chỉ là 21%. Phần còn lại là 79% sẽ dành cho diện tích trồng cây, mặt hồ, rồi diện tích quảng trường như này này, rồi diện tích đại khái là khu vực công cộng. Và trong đó có cả một cái trung tâm thương mại 5 tầng. Trung tâm thương mại 5 tầng này là sẽ có một cái bể bơi 4 mùa, một cái rạp chiếu phim. Hiện tại thì thị trấn Xuân An chưa có cái rạp chiếu phim nào cả. Khu vực xung quanh này ấy, sau này sẽ có một cái gọi là vườn cổ tích này. Rồi sẽ có cả vườn cây cổ thụ này. Các bạn, nếu các bạn để ý ấy, thì cái khu đô thị Xuân An này có rất nhiều cây. Đó, riêng tiền cây mình nghĩ cũng phải cả 100 tỷ tiền cây. Toàn cây cổ thụ không. Toàn là cây cổ thụ cả. Và ở đây thì chắc chắn ấy, cái điều đầu tiên các bạn có được ấy là chính là sức khỏe. Có một câu nói mà mình rất thích là khi ta có sức khỏe ta có ngàn mơ ước. Nhưng khi ta đã mất đi sức khỏe thì chúng ta chỉ có mỗi một mơ ước, đó chính là sức khỏe. Và cái hồ ở trong khu đô thị Xuân An ấy là sẽ có, tức là nó có diện tích là đâu đó khoảng tầm hơn 17.000 m2. 17.000 m2 mặt hồ. Và ngay chính giữa hồ có một cái hòn đảo gọi là hòn đảo dưỡng sinh. Đây, mình sẽ đi ra ngoài này để các bạn có thể nhìn thấy được cái hòn đảo dưỡng sinh nó như nào. Nó giống như mình nhắc đến một hòn đảo thì mình sẽ lại nhớ đến một câu chuyện ở trong cái phim, trong cái chuyện là Bảy Viên Ngọc Rồng, có cái hòn đảo của Quy Lão Tiên Sinh ấy. Đây chính là hòn đảo dưỡng sinh. Không phải là một hòn đảo lớn lắm nhưng mà cũng đủ chỗ để mà tổ chức một cái sự kiện nào đó ở ngay trong hòn đảo. Đây, hòn đảo dưỡng sinh đây, các bạn nhìn thấy nha. Còn đây chính là cây cầu được đặt tên là cầu Nhật Bản. Đó. Mình đang đi bộ ra cây cầu Nhật Bản để lên đảo Dưỡng Sinh. Và chúng ta đang đi vào một cái khu gọi là, cái khu này gọi là sân tập. Và có các máy tập cho cư dân ở đây. Đây là cái cột xà đơn này. Cột xà đơn này, kéo xà đơn kéo ở đây. Đó, bên này là có các máy tập cho, những cái máy tập dành cho cư dân. Đây có khá là nhiều loại máy. Thật ra thì những cái loại máy này không phải là quá đắt tiền lắm, nhưng mà nó làm cho cái giá trị của cái dự án này nó tăng lên đáng kể. Đây, mình đang đi lên cây cầu gọi là cầu Nhật Bản. Rất đẹp. Cây cầu này có lan can là bằng gỗ này, lát gạch màu gỗ và khá là rộng rãi, thiết kế khá là đẹp theo phong cách Nhật Bản nên gọi là cầu Nhật Bản. Đây, hòn đảo dưỡng sinh, chúng ta đang đi vào hòn đảo dưỡng sinh. Thật sự là một dự án gọi là bất động sản nhưng rất nhân văn, gọi là vì cộng đồng. 79% diện tích của khu đô thị Xuân An là diện tích đất công cộng.
chỉ có 21% là diện tích xây dựng thôi. Xung quanh hòn đảo này nhé, là được kè rất chắc chắn. Và thậm chí nước trong hòn đảo này nó có màu rất xanh. Và ở dưới cái lòng hồ này nó được lót một cái lớp đất sét dày khoảng 50 cm. Và ngoài ra phía dưới cái lớp đất sét đó ấy, là có một cái lớp gọi là một cái chất gì đó mà nó làm cho đất cát ở ngoài ấy, là không thể lọt vào được. Đây là khu vực đảo dưỡng sinh, có một cái khu vực tổ chức sự kiện rất lớn. Khu vực này để vui chơi, tổ chức sự kiện. Sau này thì cái khu này là người ta sẽ nuôi thêm rất nhiều chim bồ câu. Và chẳng hạn như du khách đến đây là du khách có thể cho chim bồ câu ăn. Nó giống như là cái cảnh mà ở trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn ấy. Là chim bồ câu nó bay tứ tung luôn, gọi là nó không bao giờ sợ người. Đó, thả thức ăn cái nó đến luôn. Đây, đẹp chưa? Thật sự là một dự án rất tuyệt vời. Những cái cây cổ thụ ở đây thì chủ đầu tư đã phải đến rất nhiều vùng trên đất nước Việt Nam này để lấy về. Có những vùng gọi là vùng núi, rồi chẳng hạn như thậm chí người ta vào tận Đà Lạt ấy để chở cây về đây để trồng. Và có một số cái khá là tốt nữa, chẳng hạn như là những cái bộ bàn ghế đá ở đây đều được làm bằng những khối đá nguyên khối luôn, cắt nguyên khối chứ không phải là đá ghép nhé. Đây là những cái ô đá nguyên khối này. Để cắt được một cái mặt đá nguyên khối này cũng khá là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Bàn đá nguyên khối hết. Ở đây giống như ở một thiên đường ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mời các bạn đến thăm khu đô thị Xuân An. Và nếu có nhu cầu muốn mua đất liền kề thương mại hoặc là đất biệt thự ở đây thì vui lòng liên hệ 0968 420 275.